bà con làm rất là ngon. Cái chốt này mình bán được nhiêu ký đây chị? Cái này là về mình nấu lẩu bên kia thì cũng ngon. Dạ, ăn mắm kho đồ á. Quá là ngon luôn. Cái trận mùa này thì khoảng đây, cả thịt trắng, cà rô, có ớt nữa kìa. Dạ. Cá ngon không ha? Đó, cá chập, tép, cá bóng. Quà 200.000 nha. Xin chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, hiện tại là mình đang có mặt ngay tại tỉnh Hậu Giang. Ở đây là một cái bến sông nhìn rất là đẹp luôn nè cô chú. Trong video ngày hôm nay mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan một ngôi chợ quê ở tỉnh Hậu Giang nha. Đó là chợ 14.000. Đây là cô chú, mình đang đứng phía sau một cái bến cá. Từ phía sau chợ 14.000. Chợ 14.000 thì thuộc xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Bây giờ là tầm 6 giờ sáng, mặt trời cũng vừa lên nè cô chú. Phía sau chợ thì có một cái bờ kè, bà con bán cá với lại là rau củ ở phía sau ha. Sáng nay là nước ròng cho nên cái con kinh phía sau chợ nè cũng nước cũng giật khá là sâu luôn. Ở đây thường bà con đi chợ bằng giỏ cũng rất là nhiều. Ở phía đằng xa kia có những chiếc giỏ của những cái chiếc giỏ bà con đặt cửa ngục đậu phía đằng kia rồi cô chú. Sáng ngày cá được mang lên bán rồi, rồi mấy chú giỏ cửa ngục thì đậu ở đó để uống cà phê hoặc là ăn sáng, còn mấy cô mấy chị thì bán cá ở trên bờ. chào cô. Do là chợ này bà con bán rất là sớm cho nên là trong video ngày hôm nay mình đi vô chợ từ phía sau ha, bắt đầu quay chợ là đi từ phía sau. Cái chợ này cũng rất là mau tan đó cô chú, tầm khoảng 8 giờ là tan chợ rồi.
phía góc cây trứng cá này có cái quán nước nè, buổi sáng mấy anh mấy chú ngồi đó uống cà phê. Ở đây có mấy cô bán cá dưới cái hành lang bên dưới gốc cây trứng cá luôn nè cô chú. Cái tán cây trứng cá sáng che xuống rất là mát luôn. Ở đây bà con bán cá ngon không ạ? Dạ. Cho xin quay cá xíu nha cô. Dạ quay đi anh, cá bóc cá. Dạ. Bên này cá mồi luôn. Dạ, cá chê, cá rô, cá lóc. Có tôm nữa. Cá lăng luôn, cá bóng luôn. Dạ. Cái này mình đặt cửa ngục hay chị? À, đi kiểm xong dính ra này. Dạ. Em thấy đằng kia có rất là nhiều vỏ bà con đặt cửa ngục luôn ha. Dạ. À, chợ 14.000 thì nằm cạnh cái con kênh nhỏ này cô chú. Bước qua khoảng chừng 50m là con kênh Sáng Sà No. Kênh Sáng Sà No cũng rất là nổi tiếng ở Hậu Giang luôn. Chú ơi, cá mồi chú ơi, chú. Thấy con cá mồi chú ơi, cái máy này chú. Chú ơi, cá mồi mà dính nghe nhỏ chú ơi. Cá mồi. Bây giờ con đợi chú lên mà không thấy chú. Cái bọc này là cá mồi hay chị? Dạ cá mồi này. Dạ. Cá mồi về cho cá ăn rồi nè. Dạ, có mấy cái sạch cũng ngon quá nè. Cá sạch ngon lắm mà Vinh ơi, gỗ luôn á. Có cá mè rổ nữa. Cá này nếu mà tại ở đây cá nhiều quá nên này làm thành cá mồi. Chú ơi, tiếp con cái mấy rồi chú. Trời ơi, nó ngon tươi gói chú rồi kìa. Cá mồi bán được nhiêu ký chị? Chú lên 15.000 hôm nay. À, mùa này cũng có giá. Dạ, dạ. Chú nuôi cá lóc hả chú? Chú nuôi cá lóc hay gì chú? Dạ. Dạ hai cái tám giác chú ơi. Dạ, hai cái tám. Bên đây chị có mới cá ngon. Chị cho em xin quay mấy con cá xíu nha. Cái này mới đặt 2 cái ngục nè. Đây, 12 cái ngục phải không? Dạ. Cá ngon không ha? Cá chạch nè. Đó. Cá chạch, tép, cá bóng. Cá bóng thì có cá bóng cát, bóng dừa, bóng sệm lùm lạ chưa ạ? Con này phải có bóng sệm chị. Ngày xưa em không biết nhiều loại cá, đi quay cá biết nhiều. Mùa này cá đâu có giá không chị? Đây là cá sặc của cá chạch. Cá chạch rất là ngon luôn cô chú. Đây nè ông nội, đụng đi. Hôm nay đặt cửa ngục có trúng không chị? Mất rồi, bị mất hết mấy cái nữa rồi. Mất cái hả? Tối tối qua em lụm 6 cái không biết hỏi cô chị không à? Ở đây có cá lau khiến nữa nè cô chú. Đó, vô cá lau khiến quá trời luôn. Em cảm ơn nha. À, đây nè cô chú. Chợ 14.000 á, là nhà lồng chính, bà con không có bán gì trơn á. Chủ yếu là để làm kho chứa đồ. Bà con là bán rau củ xung quanh, đặc biệt là cái con hành lang này nè. Đó. Đây có cá trê trắng đó nè cô chú. Đó. Con xin quay cá xíu nha cô. Quay đi. Đây cá trê trắng, cá rô, có ớt nữa kìa. Dạ. Không có hết cá tôi luôn. Cá trê trắng này nhiêu ký vậy chị? Trê trắng á, mua hết tôi 60 ngàn luôn. 60 ngàn ký. Dạ. Cá ngon quá. Quay đây rồi nữa tôi bỏ chút táp rồi lên cho thấy không? Dạ thấy. Anh trên Bình Dương á là cứ ra dạ. Tóc đó ra TikTok vô lên điện thoại hoài á dạ. Trời ơi sao mà không thấy chứ không thấy chứ. Mở YouTube mới thấy. Dạ. Mở YouTube mới thấy. Mở YouTube mới thấy hả? Dạ. Chợ 14.000. Chợ 14.000 anh ơi. Dạ. Em cảm ơn nha. Dạ.
ở dưới sông có cô đi vỏ lãi đi bán đồ nè cô chú. Mấy cái vỏ đó là giống như là cái tiệm tạp hóa hoặc là một cái chợ mini vậy đó. À, tất cả hàng hóa, thịt cá, rau củ đều có hết. À, chị sẽ chạy vô trong kinh để đi bán. Mai mốt kêu mấy ổng lên YouTube ba mới thấy chị. Dạ. Dạ. Bên đây cũng cá ngon nè cô chú. Bên đây ngay gốc cây trứng cá rất là mát luôn nè. À. Đây mình đặt cửa ngục nó vô cá lau kiến luôn hả chị? Dạ. Dạ, 12 cửa ngục đã vô luôn. Quá trời luôn. Ồ, cá chê vàng đồng nữa nè. Nuôi hả chị? Dạ. Đó. Quay từ từ vô quay cá sấu rồi luôn. Dạ. Ở đây buổi sáng có mấy chú mấy anh uống nước với cây trứng cá rất là mát luôn nè. Dạ. Đây có cá bóng tượng. Dạ. Cá xuất khẩu ha. Cá này được bán được nhiêu ký đây chị? Dạ. Ở đây mấy chị bán cá này rẻ. Dạ. Cá bóng lên tại có trăm mấy thua cá chạch nữa đó, cá chạch tiền nhiều hơn. Dạ. Đây chị này có mới tép với cá hồng tông nè. Mua cái này về kho tấp mỡ ha. Đó, ăn cơm. Ồ tép ngon quá chị. Có càng cua nữa nè. Đó. Dạ. Có cá chạch nữa. Dạ. Quay có nói chợ mà nó không có trật tự đâu, không có chỗ ngồi nó nè, ngồi bờ kè không thấy. Dạ. Đấy, từ, luôn. Từ từ chợ phát triển lên chút. Dạ. Vậy giờ có nhóm chân mà có chỗ ngồi đó không đó. Dạ. Chờ. Vậy cái gì em ơi? Ở đây mình đặt cửa ngục hay sao chú? Dạ, đặt lú ha. Dạ. Đặt lú à. Đặt lú ngoài đó ngục. Ngu quá. Lú cũng vậy à. Lú là ở đây bà con gọi là lú nha. Vậy là sáng đặt lú đem cá đây bán giờ ngồi đây uống cà phê ăn sáng ha mấy anh. Dạ. Ngồi dưới cây trứng cá là quá trời mát luôn rồi. Cây trứng cá rồi ngồi ở đây không ở đây không ngồi. Dạ. Xong rồi chờ mấy chị bán xong rồi về ha. Chờ chờ không chờ nãy mình nào mới về. Dạ. Về sớm mấy giờ chờ đó. Không chờ, không chờ thôi để mạnh ăn nào mới về ha. Không chờ là không khác trở về. Không chờ anh khác trở về hả? Vui không đó, chứ đầu nhiều. Ở đây có cá sặc rồi nè cô chú. Đó. Dạ. Thì em xin quay mấy cá nghe nha. Đây cá chốt. Cá chốt thì chị chưa làm. Cá đô phi với cá mè dinh thì làm rồi nè. Đó. Cá chốt này cá chốt sọc. Cái này kho khô xả rất là ngon nha cô chú. Hoặc là làm khô nè, hoặc là chiên giòn. Đây là cái mè dinh. Dạ. Cá chạch dạo này là mình bán được nhiêu ký đây chị? 200-220. Dạ, vậy cũng được. Đây mấy cô đi chợ nè. Dạ.
Đây chị này nguyên có một cái vỏ cá trắng không ha chị? Hình như mùa này không có tre vàng hay sao hả chị? Dính tre trắng nhiều à. Dạ. Mấy anh nói là mùa nước rồi mới có nhiều. Có gì chứ bây? Đây bên đây chị này bán ốc bu. Ốc bu vàng hả chị? Dạ. Đây chị này có mới cá rô nữa nè. Cá rô của chú. Cá rô phi, cá rô. Cá rô này cũng bự bự rồi. Chợ quê bán toàn là cá đồng. Đây nè cô chú, mấy cô này cũng bán cá trê, cá lầu kiến. Dạ. 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 Quay cô gửi ở nước ngoài luôn ha. Tôi gửi cô nước ngoài chịu không? Chịu. Dạ. Dạ. Đây. Ở đây cực quá. Bán rau bán này kia là. Ở quê cực quá hả cô? Dạ. Dạ, cái nào công việc phải có cực mới có thành quả. Dạ. À, sao con cũng thích sống ở dưới quê hơn à? Ở dưới quê mình vô ruộng cái mình bắt cá đồ. Ừ, mình bắt cá hái rau đó. Dạ. Hết ha. Hết rồi. Đây chị cũng có mớ cá bóng tượng nữa nè cô chú. Cá bóng tượng này mình đặt lú nó vô luôn hả chị? Dạ, cô? Dạ. Ô, có con cá rô nó chạy nè, của ai? Đây cá chạch. À, cá chạch là ở đây là được giá nhất đó cô chú. Dạ. Dạ. Ở đây bình thường mình đặt mỗi gia đình đặt khoảng bao nhiêu cái cửa ngục hả cô? Dạ. Mùa này là mình đặt dưới sông hết hả cô? Dạ. Chưa đặt đây đi dài dài phía đằng kia là chiếc cầu 14.000 nhỏ cô chú. Đằng kia cũng là những cái quán nước luôn. Bây giờ mình đi quay lại ha. Quay lại đi ra phía trước. Bây giờ nắng lên nè. Đó. Ăn lẻ luôn hả chú? Ồ, cá lầu kiến quá trời luôn. Ngồi buồn quá, kiếm cái gì làm sương sương mấy anh? Chúng là hỏi ông luôn. Dạ. Cái gì vậy? Đó, chết đâu tiêu thấy đâu. Có anh nào cũng buồn kìa. Thôi, thôi con chú làm sĩ nha. Vũ chú làm sĩ, chú chơi luôn cô chú. À, đi ra phía đây, đi ra phía trước nha cô chú. Ở đây có bó bông súng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đây bông súng cơm nha cô chú. Mùa này có bông súng đẹp quá cô. Đây bông súng cơm. Đó. À, cái tại sợi bông súng rất là to các bạn, trắng phếu luôn à, trắng phao luôn.
ngay góc này bà con cũng có bán nữa nè, để đi lại góc này xong cái mình đi vòng trở ra đây ha. Đó. Chợ này bà con chỉ bán có một bên, từ bên trái tính từ đầu chợ đi vô à. Đó, đây có tép nè cô chú. Ồ, chị này có tép đồng quá trời luôn nè. Em xin quay cá cái nha chị. Quay rồi mua nửa ký được rồi nha. Dạ. Nhớ mua nha. Nhớ mua nó rẻ chứ. Mua 1 ký với mua nửa ký ít quá à. Mua bữa nha. Quay phim nó làm trứng hết rồi đó nha. Dạ, cá làm trứng à. Ờ, nó làm trứng hết rồi đó. Dạ. Nó nhấp rồi là phạt. Mua mà em không biết chế biến, không có chỗ chế biến, chị chế biến giùm em nha. Chế luôn, mua đi, chị luộc cho. Luộc cho vừa em. Cái đó chị đang đánh giải cá hả? Dạ. Đó, cái đó là chị đánh giải cá bằng cái túi lưới đó cô chú. Này, đây có cái rổ cá chạch nè, quá là ngon luôn. Cái chạch mùa này thì khoảng 200 ngàn cho đến 220 ngàn một ký. Trời, 300 ngàn em mới chốt đây 300 ngàn nha. 300 ngàn luôn hả? À, vậy là do con này con bự quá không chị? Hồi nãy chị kia nói 220. 220 là căng vô. Dạ. Căng vô. Căng vô ha. Dạ. Dạ. Từ hao hụt quá hả chị? Dạ. Đây là cá lồng tông. Vậy là cá chạch là bán lẻ là 300 nha cô chú. Đó. Em cảm ơn nha chị ơi. Đó. Bên đây là có bông xua đũa nè, rồi có dâu nữa. Bên đây có cô bán bông nhãn, rau nhãn lồng nè. Đó. Dạ. Dâu hình như ở đây đâu có trồng không cô? Hình như là lấy ở trên Phong Điền Cần Thơ. Dạ. Ở huyện Phong Điền bà con làm nghề vườn. Cái này mắm guốc hả cô? Mắm guốc đây. Con cảm ơn cô. Dạ, quay YouTube. Đây có cô lặt bông xua đũa nè. Đó. Xua đũa này là ở nhà trồng hả cô? Dạ. Cô căng lại. Xua đũa này là mình bán nhiêu ký đây cô? 20 ngàn. Về nấu lẩu rồi ha. Dạ. Bên đây là rau lục bình nè. Lục bình cô bức nhà. Rất là non luôn. Đó. Cái này là về mình nấu lẩu nấu canh chua thì cũng ngon. Dạ, ăn mắm kho đồ á. Con thích chấm mắm kho. Cái này là về làm mình nấu là ăn là khỏi. Dạ. Này là nhiêu ký đây cô? 20 ngàn luôn ha. Dạ. Cô có bán chuối dòng nữa kìa. Đó. Đây là buồng chuối dòng nha cô chú. Chuối dòng thì để ăn sống đồ. Dạ. Dạ. Chú bị tai biến hả chú? À. Dạ. Mỗi ngày là anh chị bán bao nhiêu tờ? Hai người mà sao bán ít vậy? Ảnh kêu cái là ảnh bệnh luôn. Đâu có đi được. Dạ. Chị đẩy bằng xe lăn đâu phải. Dạ. Rồi mình được mấy người con á anh chị? Dạ. Rồi đi làm chưa? Chưa đủ tuổi. Chưa làm người sơ được. Trai hay gái? Trai. Dạ. Xíu em ơi, nó đẹp lắm. Dạ. Anh không có xe lăn đi luôn hả? Có. Đã muốn cho.
À. Dạ. Chờ chờ em xíu em gửi quà lên trên này. Chờ em đó, đỡ cho dâu một lắm đó. Nhà mình đây luôn hả anh chị? Nhà bên phòng bên cầu 13. Dạ. Em thay mặt cho chú Cường ở Canada gửi tặng anh chị phần quà 200 ngàn nha. Dạ. Thôi chúc anh nhiều sức khỏe mau hết bệnh nha. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn chú nha. Dạ. Năm nay anh mấy mươi rồi? 50. 50 rồi ha. Dạ. Thôi kêu bằng anh cho trẻ đi. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn nha cô bán rau. Đây dạ. Cho em xin quay cá nha chị. Quay chị bán cá luôn. Đây là cá chốt nè cô chú. Đó. Cá chốt sọc nè. Cá chốt này mình bán được nhiêu ký đây chị? Chốt là bán 13 ngàn. 13 ngàn ha. Dạ. Có cá chốt giấy nữa kìa. Ngày xưa cá chốt rẻ lắm, nhưng mà ngày nay thì cá chốt phải nói là một cái món ăn rất là ngon. Dạ. Ngày xưa ba em cũng đặt giớn á. Ờ, cá gọt bao bao không mà đâu ai mua đâu. Cái mình làm mắm. Đó. Dạ. Dạ hoặc là lấy nấu nước mắm rồi đó. Lấy làm mắm hai cái nước nó nha. À. Dạ. 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 Em cũng rất là thích ăn mắm nấu. Dạ. Đây cá chốt ngon quá, em cảm ơn nha chị. Đó. Dạ, một chút quay lại. Bên đây khoai cao. Đó. Khoai môn á cô. Khoai môn. Cô vừa bán cá mà vừa bán khoai luôn. Đó. Cái nghề khoai hồi nào tới giờ? À vậy là nghề khoai là lâu năm hết cô? 40 năm. Dạ 40 rồi. Còn nghề cá này là mấy năm rồi cô? Cá cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Cá cũng mười mấy năm rồi. Ngồi chợ là 40 năm rồi đó. Mai mốt kiếm con dâu ra ngồi cái mâm khoai. Có con dâu mà con dâu đi con ơi, có nhà con ơi. Dạ đi làm công ty rồi hả cô? Ở thành phố. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô. Đây bên đây cũng có cá tôm rồi nè cô chú, rất là nhiều luôn. Đó. Em chào anh, cho em xin quay mấy con cá nha anh. Đây anh chị bán cá. Đây là cá lóc đồng nè. Đó. Tôm này là tôm vuông hay mình đặt luôn ngoài luôn anh? Dạ. Hay. À, con tôm này nước ngọt hay nước mặn anh? Dạ. Ở đây cũng có nước mặn hay anh? À, chắc ở dưới là chắc ở Kiên Giang quá. Bạc Liêu. Dạ. Đây là con tôm này ở vùng nước mặn trở về cô chú. Bên kia có cá rô đồng nè, cua biển nữa. Đó. Đây là cua thịt ha anh. Dạ. Có mấy con cá rô nữa nè cô chú. Đó. Con cá trê vàng. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Hai bữa nữa vô coi là gặp anh chị bán cá. Em cảm ơn nha. Dạ. Dạ đúng rồi.
Đây là cô chú, khúc này thì cô chú bán gà vịt. Đó, cô chú bán gà vịt ở đây. Cô ăn đi, con không quay. Cô đang ăn sáng. Dạ. Ở đây là gà vịt. Đây bên đây cô có mớ cá ngon quá nè. Con xin quay cái nha cô. Đây cá sặc. Cá sặc đồng của chú ơi. Bên đây là ốc chị lễ ra nè. Ốc vàng nè. Cái này về bà con cũng kho khô xả luôn hả? Dạ. Làm gì ăn được? Dạ. Xào ăn kho mắm nó bị chưng. Dạ. Kho xả gì đi. Trộn gỏi cũng được luôn. Dạ. Gỏi được luôn. Dạ. Hình như người ta nấu bún riêu luôn ha. Dạ. Cô bên đây bán rau không hả cô? Dạ. Rau rau găm nè, rau ôm. Rau gỗ. Có rau đắng nữa nè cô chú. Rau đắng. Dạ. Con cảm ơn nha cô ơi. Rồi đi vòng chở ra nha cô chú. Ở đây hình như có chiếc trẹt bà con chở đồ lên bán hay sao kìa. Bên đây là bán cá hả? Cá biển nè, rồi cá nuôi bè. Bên đây là những cái dãy bán cá biển nè cô chú. Bên đây là chả cá nàng hai anh. Dạ. Đây đốt cây nhang để đuổi ruồi. Em cảm ơn nha. Mười phút nữa 7 giờ rồi. Nhanh quá, đây chị làm cá nàng hai ha chị. Đây cá nàng hai ha. Đó. Để quay lấy kỹ thuật bào của chị coi. Hết bào hả chị? Dạ. Đây cá nàng hai. Rồi em cảm ơn chị. Đây có hào nè cô chú. Đó. Dạ. Đây có dưa gan nè. Đó. Dạ. Đây cô bán dưa gan, loại dưa gan dài và dưa gan tròn. Hai loại dưa gan. Dạ. Đây trái dưa gan này nó tròn tròn nè cô chú. Cô bên đây bán xoài Đài Loan nữa nè, thịt chuối nữa. Xe Đài Loan này của ở nhà hả cô? Mua không à con ơi, cô làm gì có đâu. Dạ. Đi mua về bán lại. Dạ, mua bán lại. Mua bán lại chứ cô không có. Dạ. Về nhà, ở nhà, già ở công làm gì có đi bán lại. Dạ, mấy đứa con này làm công ty hết hả cô? Có mấy đứa con có gia đình riêng. Dạ, thì cô ấn mình luôn. Dạ. Đang ban chiều về nghỉ. Dạ. Chứ giờ biết làm gì vậy? Dạ. Không ở chung với người nào hết. Dạ. Cô
con thấy mần được đồng nào thì thầy đồng mấy cái gì rồi. Dạ. Con hỏi ai cũng có gia đình gì. Hôm nay giờ điện tiền nước không phải gắn luôn mình. Ngày xưa mình nuôi con thì giờ con phải nuôi lại. Con ơi nó cũng gặp cái khó. Dạ. Ví dụ như con trai mình thương mình được con dâu nó không thương mình nó không đồng ý con dạ. Gặp cái khó. Dạ. Con tự tạo gì đó con dạ. Già như thế con. Cô bán cái số nữa hay vậy? Dạ. Ủa cái số. Cô nào cách đi xe cô cào cào được gì vậy cô bán mấy vậy? Dạ. Rồi chú ổng cũng đi bán hả chị? Con mình á. Con mình luôn. Mình. Dạ. Bởi vậy mình mới sống mình. Dạ. Cô ơi, hôm nay gặp cô đây á, con trai chú Cường ở Canada gửi tặng cô phần quà 200 ngàn nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Dạ, tiếp cô trong cuộc sống. Dạ. Thôi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Xoài này là mình bán được nhiêu ký đây cô? Có 500 ngàn ký rồi con. Dạ, quá rẻ. Chứ đâu có được bán mắc đâu. Tại cái vốn mình lấy hết 3.000 rồi. Dạ. Đây có bán chuột nữa nè cô chú. Đó. Ai thích mồi nhậu đồng quê thì mua chuột. Đây là dưa môn. Đó. Dưa môn luôn cô lấy. Dạ. Cái bán cái vài ngày. Đây con cá trê nó biết trèo nè cô chú. Đó. Cá trê này nó biết trèo nè. Đó. Thế nó trèo lên cái vỏ để nó thoát nè. Rồi bây giờ đi vòng ra phía trước nha cô chú. Chợ này thì cũng bà con đi cũng lai gai à, chứ không gọi là cao điểm mà đông như những ngôi chợ khác cô chú. Nhưng mà ngôi chợ quê bà con đi chợ thế này phải nói là rất là đông rồi, bán rất là sung luôn. Dạ, ở đây cô bán con ếch lớn lắm nè. Cô, cho con xin quay con ếch cái nha cô. Đây, ếch đồng. À. Như ếch này người ta xôi hay gì có không cô? Dạ. Con thấy cái vết đâm nè. Dạ. Ếch đồng rất là lớn. Có rau tây tượng nè. Rau găm ở đây phải nói rất là tốt luôn. Rau muống đồng luôn. Con cảm ơn cô. Em quay giới thiệu cảnh chợ. Dạ bắt lên YouTube ống kính đó đây. Ở đây là cá trê, lươn nữa nè cô chú, cá lóc nữa. Ếch nữa nè cô chú. Đó. Đây có lươn đồng, cá lóc đồng. Bên đây mấy chị cũng bán cá luôn. Đây thì có cá nuôi, cá đồng cũng có nữa. Đây quay cô bán rau củ luôn nha. Ở đây có khổ qua, bầu, bí, mướp, cà chua, khoai lang đều có hết cô chú. Bên đây là rau ngổ nè. Đó. Bên đây anh đang cắt mắm à, hàng chi thơm quá. Anh đang cắt mắm à, hàng chi thơm quá trời thơm à. Dạ. Bỏ mối luôn anh. Bây giờ mày quay vậy mày mua mẹ nó ký, mày mua đây. Mua không biết chế biến sao luôn.
chứ mấy đứa là đợt rồi có vô quay nó ở Kiên Giang đó bà. Dạ. Dạ, nó mua sách hộ khẩu luôn á. Dạ. Mua mua bánh đồ chứ mắm thì không có chế biến được. À, tại tụi em chưa có về. Thơm quá trời thơm luôn nè. Rồi. Ở đâu quay đây? Dạ em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Có mấy đứa ở Tiền Giang nó lên mua ba con rau, mua mắm nào có quay gì ra không được nào. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Bán rau mắm rồi, nhà rồi. Dạ. Phải nói mắm của anh rất là đặc biệt luôn cô chú, thơm thấy ghiền luôn á. Mắm cũng bán nhà anh ấy, bán nhiều lắm. Làm nhà luôn ha. Ờ, chịu anh mấy chục tấn rồi. Bỏ máu cho ta. Làm mấy chục tấn mắm hả? Ừ. Ghê trời. Quá dữ. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Sáng nay mặt trời mọc từ hướng này nè cô chú. Nó nắng giờ dội lên rồi mấy cô ngồi ngoài nhìn rất là nắng luôn. Tắm nắng luôn anh. Đó, bà con đi chợ. Ăn gì không ta? Ủa vô kia gửi. Phải đi. Cái này con nhỏ mà đó nó bán dữ lắm. À, bên đây cũng có cá chốt rồi nè cô chú. Đó. Có tủ luôn đó. Vùng này có cá bóng tượng nhiều. Nãy giờ thấy bà con bán cá bóng tượng nhiều lắm. À, đi ra phía trước luôn nha. Ở đây có chị bán khô nè. Rồi chả cá. Chả cá này Vinh, cá dảnh. Chị ơi cho em xin quay khô cái nha chị. Đây chị bán khô với lại là chả cá. Đó. Bên đây là khô cá lóc nha. Đây có mớ khô cá sặc đồng nè. Kế bên là khô cá lóc kiến phải không chị? Dạ. Đây chị bào cá thác lát. Ồ, bào cá cá dảnh hả chị? Dạ. Đây chả cá. Rồi quay chị bào cái ơi. Dạ, hình như con cá này mình phải ướp đá mình bào nó mới dễ phải không? Dạ. Dạ. Cái này mình có bán lại không chị? Có chị bán cái này 50 cá. Dạ. 5.000 ký hả? Ừ. Ồ cũng có giá ha. Để cá mồi hết 15.000 rồi. Rồi em cảm ơn chị. Ở đây có hẹ, cái loại hẹ ở đây cái sợi rất là mạnh luôn. Hẹ này các bạn hẹ vườn mình nó nghe nó ngọt. Dạ. Còn nó giờ nó nhỏ nhưng mà nó mềm nó ngọt nha. Dạ. Nó mềm nó ngọt. Chứ không phải như hẹ, ví dụ hẹ bên Cần Thơ mình bên Vĩnh Long rồi đó. Còn hẹ nó to, hẹ sậy. Dạ. Đó là cái bạn là hẹ hẹ sậy đó nó dài 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 nè nhưng mà dạ. Nó ngắt à. À không. Dạ. Cái này nó mềm ha. Dạ. Tao ngọt luôn á. Cái này nó mì. Nó mềm, nó mềm mà ngọt lắm. Dạ. Em nữa cái hành này. Em cảm ơn nha anh trai. Dạ em ở Tiền Giang. Dạ. Đây là cô chú phía trước là mấy cô cũng bán rất là nhiều. Bên đây có bán mắm nữa nè. Đó, chị bán mắm rồi hột vịt dưa gan. Đó. Chị ơi cho em xin quay mắm cái nha chị. Quay mắm cái nha cô. Mắm nha. Đây là mắm cá linh nè. Đó. Rồi đây là mắm cá sặc nè cô chú. Mắm quê bà con làm rất là ngon. Thực sự thiên đường mắm nổi tiếng đó là mắm Châu Đốc. Nhưng mà
theo em cảm nhận là mắm Châu Đốc không ngon cô chú, không ngon bằng mắm bà con ở chợ quê làm. Nhờ những ngôi chợ quê thế này nè, bà con bán mắm rất là ngon. Dạ. Này quay rồi đăng lại chứ không có live stream. Quay giới thiệu cửa hàng bán mắm chợ quê. Em quay được một loạt vậy nè mới thấy ngon. Dạ. Chứ em mà quay một xề quay gần không thấy nè. Dạ. Quay loạt luôn. Đây có dưa gang nữa nè cô chú. Đó. Khóm. Này, dưa hấu nữa. À, trả lời nghe không, ngồi cái bàn hoàng lại chiếu ơi. Dạ. Phải là lên vô tay. Bán mắm kèm theo bưởi được không? Bán mắm kèm theo bưởi được không mà bạn kêu tôi. Rồi, cảm ơn nha cô. Đó, chợ này cũng giờ này cũng rất là đông rồi nè cô chú. Ai cũng mua được một món cầm trên trái tên rồi nè. Đó. Đây là có măng nè. Đó. Măng tre. Bên đây có khô mắm ba khía nè cô chú. Khô với là ba khía. Chào cô, cho con xin quay mắm cái quay khô cái nha cô. Đây cô bán khô. Với lại là ba khía nè cô chú. Đó. Ở đây có mắm ba khía với lại là dưa gan. Đó, mắm dưa gan. Đây gọi là dưa mắm. Đó, bà khía. Bên đây là các loại khô nè cô chú. À, bên đây hình như là khô cá lồng tông biển hả cô? Dạ, khô này nhìn rất là hấp dẫn cô chú ơi. Dạ. Đây là khô con cá rúng hả cô? Dạ. Khô cá rúng là nhiêu ký cô? Dạ, 108 khô cá rúng nha cô chú. Ở đây cô bán cái quầy khô đây là thấy đẹp nhất chợ nè. Nói chung ai cũng nói vậy. Dạ. Thấy cô bài trí rất là bắt mắt. Khô cá chỉ vàng nè cô chú. Nói chung mình làm mà cho nó thứ tự cho nó dễ câu. Dạ, mình kích. Dạ, nhìn nó kích thích cái người mua. Con cảm ơn nha cô. Sáng giờ người ta vu xong người ta mua dao hả anh? Trời nói là ngon đẹp cầm nó tới là thôi. Dạ. Nhờ đẹp trai vậy. Đẹp trai đồng mấy chị vu không hả? Chưa bỏ nữa nha. Rồi qua video này. Rồi qua video này em làm mai danh luôn. Ok cảm ơn nha. Hình như là anh có bán dao của Tây Bắc nữa hay gì anh? Đúng rồi. Dạ. Này cái kiểu dao của Tây Bắc nè. Rồi em cảm ơn nha. Rồi em cảm ơn cô nha. Này trời rất là nóng luôn cô chú. Phải nói là mùa này nếu mà nắng đẹp là trời nóng đó. Mà trời chuyển mưa âm u thì lại mát, nhưng mà khi quay phim thì video lên không có được màu đẹp. Đây có cô cũng bào chả cá nè. Bên đây có chị bán bắp. À. Đây là bắp nếp. Chị ơi bán cho em hai trái bắp đi chị ơi. Bao nhiêu? Hai trái bắp. Ba trái
Ủa, ba trái 10 ngàn hả? Ba trái 10 ngàn. Trời ơi, sao chị bán rẻ vậy à? Ở đây có ba trái 10 ngàn không ạ? Rồi, vậy lấy em ba trái đi. Ờ, có khỏi. À, khỏi lột đi chị. Mình khỏi lột thì mình giữ nó nóng được lâu ha. Mỗi khi ngôi chợ khác bà con bán 3 trái 20, chị bán 3 trái có 10. Rồi mai tăng giá đi chị ơi. Trái dạ. Có đâu có 3 trái 20 đâu để luôn. Đó. Đó, anh xuống tôi bán 3 trái 20 á. Dạ. Bữa sau em lại bà con chợ dí quýnh à. Có 3 trái 20 đâu hội luôn. Dạ, em cảm ơn nha chị. Rồi. Bên đây mấy cô cũng bán gạo nè. Bên đây có chú bán hủ tiếu. Cho con xin quay chiếu nha chú. Hủ tiếu rau củ nè cô chú. Với lại là bánh phồng Sa Giang. Ở đây một số loại bánh ăn liền nè. Còn cái đây là bánh phồng về mình phải chiên lại. Bên đây gọi là hủ tiếu rau củ hả chú? Đó, màu rất là đẹp luôn cô chú ơi. Màu xanh lá dứa nè. 50 ngàn một ký. Đó. Cảm ơn nha chú. Cái vàng này chắc là bí gợ. Bí đỏ đó. Bảo đảm không bao giờ màu. Nếu mà màu là nó bằng giá cái này. Dạ. Thường người ta làm rau củ á, con đi quay những ngôi chợ khác cũng vậy á. Rau củ nên giá nó đắt tiền. Đi đây là đang ở bên hông nửa chợ rồi nè cô chú. Bên đây cũng có cái quầy khô với lại là hột vịt và ba khía nè cô chú. Chị ơi cho em xin quay khô xíu nha. Ở đây có khô. Đó. Có ba khía nữa nè. Đó. Đó, bà khía cũng ngon đó cô chú. Bên đây là dưa gan, mắm dưa gan hả chị? Đây có hột gà đồng nữa kìa cô chú. Chợ nào này bán đỏ không chị? Dạ. Em cảm ơn nha. Kế bên khô là à, đây chị Trang nhìn rất là hấp dẫn nè. Đây, mắm dưa gan. Cái này về là mình sắc ra là mình ăn luôn hả chị? Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Cô bên đây cũng rất là hấp dẫn nè. Đâu chị? À. Bán vàng cô này không có sợ bán vàng đem ra bán giữa chợ luôn à. Bên đây cô bán bánh lọt nè cô chú. Rồi khoai. Đó. Cô ơi cái này là bánh bao chiên hay vậy cô? Bánh bao chiên. Dạ, cái này bao mặn hay là bao nhưng mặn lâu lâu mới lên bán vào. Dạ. Nhưng mặn mà ăn chay được hả? Ủa nhưng mặn sao ăn chay ta? Dạ. Còn cái này là xương sa học lộ hả cô? À. Cái này đá xương sa. Dạ, cái này có đá liền không hay là về nhà mới chế biến ha? Mình mới để đá. Dạ. Đây cô có bán xôi nữa nè. Cô lấy cho con bịch bánh tiêu đi. Ủng hộ cô bịch bánh tiêu đi. Dạ. Này cô bán chút xíu nữa hết rồi. Dạ con ở Tiền Giang.
Dạ. Có dòng thiệt tên gì và con cái ao thì con kênh dạ. Giáo đồng luôn không ạ? À, kênh của con là ống kính đó đây. Con hay đi quay chợ quê nhiều. Dạ. Rồi con cảm ơn nha cô. Đây là cháu ngoại hả cô? Cháu ngoại hay cháu nội? Cháu nội hả? Rồi hôm nay cháu nội không đi học ha, sơ rồi kế bà nội đây. Đi nè, đỡ cho chú qua em bé cái lắc đầu. Đi học cũng trễ ha. 7 giờ rưỡi mới vô. Dạ. Bên đây mấy cô bán vàng nè. Đó. Bên đây thì bán trái cây, mấy cô ở đây tập trung mua rất là nhiều nè. Mua vàng. Vàng ở đây đem bán giữa chợ luôn. Cái này là chợ nào ta cũng có đi hết. Dạ. Cô ơi, chân cô bị sao vậy? Dạ. Cô bị lâu chưa? Ồ. Dạ. Cô một thời cởi ngựa bắn cung á. Vậy hả? Bây giờ là cũng không bắn cung. Dạ. Chết này con ơi. Ôi, đừng có lấn này nè. Đừng có ai lấn bà đâu, đi anh đi. Cô rất là yếu. Không ai lấn hết trơn. Cái là nguy hiểm. Cô bán giấy số luôn hả cô? Dạ. Cô ơi, hôm nay con thay mặt chú Cường ở Canada gửi tặng cô phần quà 200 nha. Dạ. Cô bán 20 tờ hả? À, chứ một ngày cô bán mấy tờ? Chi rồi cô? Cảm ơn nhiều mấy con. Đây, đây điếm cho không có lấy đâu. Ta có 100 ngàn ta lấy rồi nè, nhưng mà rồi. 10 ngàn, 60. 80. Lấy 20 ngàn, 40. Đó làm vậy đó mà. Rồi. Rồi rồi. Nó có nhưng mà nó chưa có thời gian. Rồi à, tặng con sợi dây chuyền đi. Dạ. Đây cô bán vàng cô chú ơi. Đó. Bán vàng. Mua ủng hộ con một chiếc này đeo đi con. Dạ thôi con sợ người ta tưởng con đeo vàng thiệt chết nữa. Lại đi đang quay lên con. Dạ thôi. Quay vàng thôi đừng quay con nha con. Dạ. Quay con hồi nãy rồi. Rồi cảm ơn nha cô. Cảm ơn con trai nha. Dạ. À, bên đây chị cũng có bán mắm nữa nè. Đó. Ở đây bà con bán mắm rất là nhiều, chợ quê á. Bên đây cũng có mấy cô bán bánh nữa nè cô chú. Đó. Ở đây thì có trái cây xoài, nhãn, dải. Mùa này thì dải bắt đầu đồng mùa rồi. Với lại là dâu ha. Cô bên đây thì bán bánh bò. Hôm nay bán được không cô? Dạ. Thôi để mở hàng cho cô lại nha, cho cô bán được ha. Đó. Cái này là bún hả cô? À, bánh tằm. Bánh đúc, bánh bò, bánh chuối. À, cô mua bánh ngọt đi, mua bánh đúc đi cô. Bịch nhiêu cô? 5 ngàn. À, 2 bịch 10 ngàn. Ở đây mấy cô bán giá cũng rẻ đó cô chú. Ra ở đây mà ở trong vườn bán luôn. Dạ. Cọc 5 ngàn, 10 ngàn là chứ có nhiều. Dạ, đó, nguyên cọc dạ. 10 ngàn luôn kìa. Rồi, chị cảm ơn nha. Dạ. Lỡ mua bắp luôn. Dạ. À, hồi nãy mua bắp rồi. Tại phải chưa mua bắp thì ủng hộ. Tại vì có một mình là mua nhiều quá, ăn không hết. Em mua còn gửi thằng kia. Chị bên đây thì bán bắp sắp hết rồi. Cô bên đây thì có bánh tét nè. Dạ, chào cô. À, cái này có phải là bánh... Dạ.
25 ngàn. Dạ. Có cái nào bánh như nước trò không? Bánh nước trò hả? Dạ. Bánh tét nước trò á. Dạ. Cái nào bánh đòn nhỏ hay đòn lớn? Đòn lớn thì 15 ngàn, đòn nhỏ 6 ngàn. Bánh nước trò đòn nhỏ đi. Đòn nhỏ hàng còn mấy đòn? Cái này là bán sao? Đòn 6 ngàn à. À lấy ba đòn đi, ba đòn là tính 20 đi cho dễ tính. Ba đòn nước cho gì? Dạ, ba đòn nước cho hết đi. Dạ. Bánh ngon lắm này. Dạ. Chị bánh đúc ơi, bánh bò bánh tét gì này? Dạ, bánh đúc mua rồi. Mua rồi mà. Cầm cho em cái nha, để em đưa tiền lẻ cho. Đây. 18 hả chị? 18. Em thì thích ăn nước cho. À, nước cho mà làm được cả. Đây mấy cái đòn bánh tét nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Bánh tét gì vậy? Em thấy bên Bến Tre bà con gói còn nhỏ hơn. Nhỏ hơn nữa hả? Người ta gói bằng cái món tre nè. Trời quá trời đất, quá trời nhỏ luôn rồi. Dạ, cái đó là chủ yếu là mang cái niềm vui á. Dạ, dễ thương quá. Đây có trầu cao nữa. Có trầu cao luôn. Chị, dạ. Dạ, chuối nữa. Rồi, đây là ông Tơ bà Nguyệt của chợ 14 ngàn. Dạ, có bánh bò nướng nữa nè cô chú. Bánh bò nướng luôn, bò nướng bò tí, bánh đúc, bánh dè lợn. Dạ. Câu câu bánh tét gì. Cái này trăm là của ai? Thì em xin quay trăm luôn nha. Đây là trăm gói nha cô chú. Em yêu em bánh đúc thích gì mà bánh đúc anh em. Thấy trăm là biết mùa hè tới rồi. Ngày xưa mỗi lần mùa hè là em hay đi chặt trăm lắm. Quay trăm mà nó phải ăn thở. Dạ được rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị nha. Giờ này cũng đông quá nè cô chú ơi, rất là đông luôn. Đây cũng có mấy cô bán bánh đó. Cô này cũng bán bánh nè, bánh lá đó cô. Dạ. Dạ. Ở đây là có mướp, bí, đó, rau cải đồ. Chào mấy cô. Mấy cô ở đây cũng bán bánh nhiều quá nè. Dạ chậm hả mấy cô? Dạ. Thấy bà con đi chợ cũng đông quá nè. Dạ. Dạ con ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Nhưng mình che cái dù nó không có vô khớp đâu á mấy cô. Vậy là mình bắt Tiền Giang nó ra không? Dạ kênh ống kính đó đây á cô. Dạ đây đó An Giang. Còn này đây đó An Giang. Ở hầm quê của con là ống kính đó đây. Đó này hả? Dạ. Ở đây mấy cô có đầy đủ các loại bánh luôn. Rồi cô bên đây thì có bánh cam nè. Đó. Rồi cảm ơn mấy cô nha. Đây bên đây có dâu nè cô chú. Bên đây có bán dâu nha. Cho em xin quay dâu ấy nha chị. Quay dâu hả? Dạ. Quay dâu làm chi vậy ta? Quay giới thiệu cảnh chợ luôn. Nay là tới mùa dâu hả chị? Tới mùa dâu. Dạ. Đó. Này là dâu xanh. Đây chị có cái quầy trái cây cũng rất là đẹp nha. Mặn nữa nè, quay mặn nè. Dạ. Có mặn ăn phước nè. Rồi có xài non. Dưa hấu nữa. Dưa hấu đẹp thì có
8.000 ký. Rồi em cảm ơn nha chị. Đây xoài non nè cô chú. Xoài non này chấm với ớt ha, hoặc là ai thích ăn mắm guốc thì làm mắm guốc. Đây có sạp bánh mì heo quay nè. Con xin quay giới thiệu nha cô. Đây bánh mì heo quay với lại chả quế nè cô chú. Cô ơi làm cho con ổn mì heo quay luôn đi. Dạ. Thấy cô bán heo quay hấp dẫn quá. Dạ, ăn ngủ của cô coi. Dạ. Thì ăn tại ngủ nha. Sao cô? Ăn ngủ cổ để cho nó hấp dẫn mà coi có ngon không nha con ha. Dạ dạ. À, cái mâm rất là ngon. Mà. Cô cưng ra cô cưng 20-21 ngàn cưng. Một ổ vậy là bao nhiêu cô? 15 được không con? Dạ. Quá là ngon rồi. Ớt không con? Dạ cho ít ớt thôi. Con đâu lại nhà? Con ở Tiền Giang. Chú Mai Chi. Con đi quay phim nè. Vậy hả? Dạ. Vậy nên là chợ chợ nào con cũng ghé ăn gì? Hay là con ghé chợ 14 thôi? Chợ nào con ghé, chợ nào thấy bà con bán sôi động thì con ghé. Dạ. Con ghé đâu? Con đăng lên YouTube. Dạ. Đây là quầy bánh mì của cô gì đấy? Cô Thu. Dạ, rồi cô Thu bán mì heo quay nha. Đây chắc cô bán cũng lâu hả cô? Cô bán lâu rồi cô. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Cô bán mì hấp dẫn đó nè, có loại lớn đó nè. Mua ổ này ăn tới chiều luôn hả cô? Cái đó 5 ngàn đó con, mì dạ. À, ổ này mà dùng thịt lăn tới chiều luôn á. Cô cháu nhận tới chiều chứ người ta người nông dân tăng đủ một. Dạ. Vinh, hồi chuyện qua chị điện cho nó được rồi, thì nó mới gửi ra nướng cho tôi được. Đây mấy chị bán bánh này nè. Rồi đi ra phía trước luôn nha cô chú. Khúc này bà con cũng còn đi chợ rất là đông nè. Vậy là bây giờ quay với chị này luôn anh. Rồi, anh sáng giờ đi cầu đón anh sáng giờ luôn á. Chị này bán ngày 10 con heo nha cô chú. Một ngày bán được mấy con heo chị? Dạ, ngày 3 con rồi anh ơi. Một ngày 3 con luôn? Dạ. Đây, chị này bán thịt heo nha cô chú. Sáng giờ bán hết 2 con rưỡi rồi. Rồi em cảm ơn nha chị. Dạ. À, ở đây là phía trước nhà chợ rồi nè cô chú. À. Bên đây có những cái quầy xoài nha. Mùa này thì xoài bao la luôn. Bên đây là anh bán thuốc bảo vệ thực vật hả anh? Thuốc hả? Dạ. Em thấy có bầu mướp nè. À, bán hạt giống nha. Dạ. Thuốc thui. À. Rồi em cảm ơn nha. Đi ra phía trước nha cô chú. À, chợ này là một ngôi chợ quê. Giờ này cũng tan chợ. Phía trước thì có ăn sáng. Hủ tiếu, bánh canh đồ. Đây có cô bán gà con nè. Đây cô bán gà đây.
đây mình lấy lại hay là lò nhà ấp hả cô? Cái này cũng nhà đó. Dạ. Gà này bữa giờ chắc nở cũng lâu rồi nè. Cái này được mấy ngày. Dạ. Mua về về nuôi nó cứng hả cô? Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô ơi. Dạ. Dạ. Này của cô bán hả? Cô bán hả? Dạ, đây cô bán ha cô chú. Cô gửi đi, muốn phá. Khang gửi lại. Cái xe di động đây. Cái xe động à, ngày nào cũng à. Dạ con không mua cô. Ngày nào cũng bán à, 9 giờ 10 giờ mới về. Đây cái đây là cái đồ gãi gãi ngứa ha cô. Ừ, gãi ngứa. Gãi ngứa đó. Dạ. Đầy đủ luôn cô chú. Đầy đủ đó. Dạ. À, đồ bấm móng tay rồi móc tay kẹp rồi dây chuỗi rồi khăn đồ. Chuỗi kẹp cái này á. Nhà cô ở đây ở đâu? Cô ở xã Dị Thành, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang đây. Dạ thì xã ở đây là xã Dị Thành luôn nè. Dị Thành luôn nè. Đó. Ở ngoài huyện ủy ban luôn. Dạ. Ở ngoài huyện ủy ban luôn. Ở ngoài huyện chứ không có chứ. Dạ. Cô hút thuốc luôn nè, quá mạnh dữ luôn. Ngày làm mấy gói cô? Hả? Thuốc á, ngày làm mấy gói? Thuốc mấy điếu à? Mấy điếu hả? Mấy điếu à, cà phê. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Ở đây là phía trước của chợ nè cô chú. Ra đây có cái con lậu ha, mình giả trái. Rẽ trái là đi vô trong nội ô của xã, còn mà rẽ phải là đi ra bờ kè trên sáng Sano ha. Đây phía trước ngoài có một số quầy bông nè, bông rồi trái cây. Cây có chôm chôm, xoài, nho đồ. Đi ra đây là ra sông Kinh Sáng Sano. Giờ nắng lên rồi giảm giá luôn hả anh? Giảm giá luôn em ơi. Dạ. Đá quế hành lá còn nhiều luôn nha, mua 10 tặng 1 luôn. Mua 10 tặng 1 luôn rồi. Để chảy nước luôn cô bác anh chị ơi. Dạ. Hôm nay bán hơi chậm ha anh trai? Trời chậm quá. Dạ. Điện sắm vàng hết trơn rồi, không có đi mua rau gì ăn hết trơn. Dạ. Chanh bao nước bao ớt bao cay luôn cô. Rau nè, chanh đồ. Ớt nè cô chú. Dạ mời nghe như vậy. Đã bán 2 bó 20 bên đây thì có mấy cô bán khoai rồi bán chuối nè. Đó. Bên đây là mấy cô bán rau củ. Đó. Bên đây cô bán bánh mì. Hôm nay bán được mấy cô? Hôm nay ế hả cô? Dạ, con thấy bà con đi đông mà ta. Đi đông mà không có người ta mua. Dạ hả? Dạ. Đây, cô đây bán bầu bí, hả? Cà chua. Bình thường ngày chợ ở đây bán được bao nhiêu ổn mì cô? 100 ngàn ổn mì. Dạ. À, bên đây nè. Hai bên đối diện luôn thì có một số quầy bún riêu ha, nước mía, rồi có một số sạp thịt ở phía đầu lộ nè cô chú. Dùng chợ ở đây rất là êm đềm, cuộc sống bà con không có vội vã, đồ ăn thì lại rẻ. Bên đây là khóm nè. Đó. Chào anh. Đây là khóm tắc cậu hay gì anh? Khóm cầu đúc hả? Dạ. Này, hình như là cầu đúc là của Hậu Giang phải không anh? Dạ. Xoài 5.000 ký luôn. Em cảm ơn nha. Bên đây thì có một số quầy trái cây nè cô chú. Đó. Ra ngoài
bờ sông Kinh Sáng Sa No nè, gần chợ này có tới 3 bến phà đưa đi qua sông cô chú. Đây có mấy chú chạy xe ôm nè, chào mấy chú. Ở đây thì có anh chiên bánh. Bên đây thì có một số chỗ bà con bán đồ dạo. Giờ mới vô chợ hả cô? Dạ. Dạ, cô này bán rau trên cái xe đẩy nè cô chú, có cá nữa. Dạ. Đây là cái con lộ cặp Kênh Sáng Sà No. Ở đây mình đi thẳng là đi về chợ 7.000 và chợ 1.000 đó cô chú. Dạ, dạ không có cô. Ở đây đi qua lộ đây có cái con phà nè. Đó. Đây là cái con phà, phải nói đây gọi là đò cô chú, đò đi qua với bên kia lộ bên đó, qua bên đó mình có thể chạy về Cần Thơ ha, đi về Thới Lai đâu được á cô chú. Ồ, có cái chiếc tàu chở mấy cái ống cống ống bọng rất là lớn luôn kìa. Mỗi một lần qua phà vậy chỉ có từ 2.000 cho đến 4.000 à cô chú, rất là rẻ. Ở trên kênh Sáng Sà No này cũng có những cái chiếc tàu cao tốc có thể chở mình đi Cần Thơ nè, đi Cà Mau đó, rồi về Bạc Liêu nữa. Những ai mà thường đi những cái chiếc tàu cao tốc này á thì sẽ biết cái giờ tàu ghé và bà con ở đây đều đứng chờ sẵn. Đây là phía trước nhà lồng chợ nè cô chú. Như lúc sớm, từ sáng sớm mình đi vô á là ngay chỗ này mình đi thẳng xuống là khu bán cá dưới bờ kè của mấy cô bán ở dưới. Còn phía trước nhà lồng chợ thì có bãi giữ xe. Đây bãi giữ xe phía trước chợ nè. Đây là chợ 14.000. À, lại đây quay cái cổng, cái biển hiệu của chợ cho cô chú xem nha. Chợ 14.000. Rồi, đây là chợ 14.000. Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây là một ngôi chợ tư nhân nha các bạn, do công ty Sài Gòn Phố xây dựng, được xây dựng từ hoàn thành là ngày 11 tháng 12 năm 2011. Trước đây khi mà chưa có công ty tư nhân này đầu tư vô thì đây là một ngôi chợ quê, chợ nhỏ rất là bình thường. Và ngày nay thì ngôi chợ này được đầu tư xây dựng năm 2011 là xong. Nhưng mà hiện tại chợ thì cũng xuống cấp khá là nhiều rồi cô chú. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian cùng về xứ Ngàn đi chợ 14.000 ở Vị Thủy Hậu Giang của em ngày hôm nay nha. Ở video trước thì mình còn giữ số tiền của chú Cường, đó là 2.2 triệu. Trong video về chợ 14.000 hôm nay
mình đã dùng 600 ngàn để chia sẻ tặng cho một số bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chợ 14 ngàn. Và số tiền bây giờ tạm giữ còn lại là 1.6 triệu. Cảm ơn chú Cường rất là nhiều đã dành một số tiền của mình để gửi về quê hương chia sẻ cho bà con khó khăn. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay nha. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho mình một like, một bình luận và đăng ký kênh để làm động lực mình chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta trên đường về đó cô chú. Hướng này là mình đi về chợ 7.000 và chợ 1.000 nè. Hướng ngược lại là mình đi về khoảng hơn 10 km nữa là tới thành phố Vị Thanh nha. Phía bên tay trái mình là con kênh sáng Sano, một con kênh rất là nổi tiếng ở vùng Hậu Giang, vùng xứ Ngàn cô chú. Khi mà về chợ 14.000 thì theo cảm nhận cá nhân của mình thấy cuộc sống ở đây rất là yên bình, chi phí cũng như là sinh hoạt ở đây rất là rẻ luôn. Nếu như mà các bạn nào mà thích cảnh sông nước miền Tây, cuộc sống yên bình không hối hả thì có thể về đây ha. Đó. Ở đây bà con ngoài công việc làm lúa thì còn một cái nghề mưu sinh khác, đó là thấy bà con hay đi đặt lú ở dưới sông, và mùa nước nổi thì bà con đặt ở trên đồng để mang những con cá ra chợ bán. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.